Lại đấy đâu phải đầu để anh. Đúng rồi. Em cứ nói để cho bạn kia bạn diễn. Vâng. Nhưng mà em vẫn phải nhìn em đấy. Từ từ. Dạ, kết thúc đây. Ok. Âm thanh 28 bắt đầu. 3, 2, 1 bắt đầu. Anh gọi em. Ôi, từ từ hỏi anh cái nào? Ừ. Ai nói đi. Nào, xin mọi người 1 phút nào. Không, anh cái không. 1 phút nào mọi người đấy. Cố lên nào. Âm thanh 29 bắt đầu. 2, 2, 1 bắt đầu. Anh cho gọi em cái gì thế ạ? À? Chúng ta lên trên đây, ở đây. Ô, sao lại thế? Vậy tay đấy mà mấy khoa anh biến này nào dối mặt đi ra khỏi cái ngồi thằng nhanh chứ em diễn từ từ thôi lại nào một cái toàn để anh đá chân luôn đi nào từ từ có biến nhỉ anh tại sao lại thế em đứng đây tại sao lại thế biến một phát đổi hình nào biến ra em ra rồi em ra rồi. Máy nó vẫn bắt thế để mình ăn được cảnh nào ạ? Toàn nhà em ngồi luôn đây. Thấp máy xuống chậm cho cái giường nó trần dài nó tí nữa đâu. Thấp chân máy, đừng chúc máy. Thấp chân máy xuống. Cầm tay đi, cầm tay đi, cầm tay đi, cầm tay đi được không? Anh bắt đầu đá chân nhá, biến nhá, bắt đầu anh đá chân. Tại sao lại như thế anh phải biến anh đá chân của em nhá? Quay chân nó kêu cao lên. Đứng đây cho em. Ôi, tại sao lại như thế này? Anh bắt tay để biến nhá anh nhá. Là anh bắt chân vừa biến anh vừa bắt chân lên để em đuổi. Mày chạy ạ. À. Âm thanh 30 bắt đầu. Âm thanh 30. Ba. Đứng em. Em quay những bạn đi. Kéo từ đấy ra. Vâng. Được chưa? Được không? Lấy. Có gì nghe. Nhưng mà anh kéo ra mà đúng không? Không. Em kéo ra. Đấy đứng như thế là được rồi. Được chưa? 3, 2, 1 bắt đầu. Anh. Biến. Đó tại sao lại như thế mà anh đã không? Tại sao lại như thế? Biến, bắt đầu anh biến anh cái đá chân để em dối về đi. À. Đứng vào tí nữa, dừng đứng sát tí nữa. Không từ đầu nữa. Đấy, không, và nối cái cuối để anh biến hình nó. Anh vẫn chạy nhá. Anh... Biến! Anh đá chậm rồi, anh cái được. Biến! Nhá, đá chậm rồi thế, nhịp. 3, 2, 1, bắt đầu. Anh... Biến! Lại khác nữa nào, biến mạnh lực tí nữa, đừng chậm quá, mạnh lực. Anh bắt chân chậm thôi nhưng cái giọng nói vừa nãy là tốt. Anh bắt chân chậm của em nhá. 3, 2, 1 bắt đầu. Anh biến. Dương đi. Dương phải đi luôn rồi biến phát đi luôn lại phát nữa. Nào phát cuối nào nhanh nhanh. Rồi đi luôn nhá. 3, 2, 1 bắt đầu. Anh biến. Rồi ok rồi, em cảm ơn anh. Nào Dương tập với anh Thông một phát ra cái tình huống 1 đi. Đấy. Anh uống nước uống thuốc đã. Anh uống nước uống thuốc đã. Làm luôn. Làm luôn. Cho nhanh anh nghe anh ấy. Làm luôn ông chị. À Dương này. Anh làm sao thế? Ngồi luôn vào đây tập thoại. Đấy. Tại vì sau lưng một quả. Đúng rồi. Tại vì đoạn này Thông chỉ có câu những thằng khác lại tán em vì ngán anh đấy. Rồi. Đầu tiên, kịch bản đầu tiên em. Ừ, tình huống 1 đấy. Anh hiểu sao thế? Tức là nói với em rất chi là nhiều rồi. Là tôi muốn thích anh này để sao mà lại phục ở cửa hàng, ở cửa nhà tôi thế. Mặt kiểu bị ép. Cho bà ông bà cả mốt cả ông phải dùng ông xin anh nói rồi dùng xin xú đấy bà hai bà này đang tư vấn để dùng xin xú không chào tôi đi vào còn anh đi về anh là nắm cái con bốn đứa anh đi rồi nói con người thế kịp bà đừng ai quay ra đây nha chúng tôi nha ok quay chuyển ở đây là bảy đứng người khác ngạ tám em tám ngàn anh dạ ngán anh con này quá dễ đúng không thôi anh im con này quá dễ sao đâu vừa nghe đúng em phải quát nha không nghe quay các bạn từ từ anh đứng ngay đi để tôi con này sao không mày anh được quay được hai cái nữa đấy anh thay váy cho anh đợi ok rồi anh được bao nhiêu phút mà đòi cho tôi 3 tiếng thế thì yêu đấy nhanh được hai phát nhanh ở dưới anh eo của anh luôn đi. Anh thôi, quay lại đâu. Thế quay lại. Không, không cần like nữa đâu. Bỏ đi. Bây giờ bản quay nhanh không kịp. Tình mình một cái nữa thôi. Xong hết.
yêu anh để không phải buồn, yêu anh để không phải đau, yêu anh. Yêu anh, anh được bao nhiêu phút mà đòi yêu anh? 3 tiếng chỉ hai tay, rất yêu để em bế ông đi đi. Thế là xong rồi. Đứng người khác, ngại đây em, ngại nhà này. Có yêu im cái mồm mình. Ôi, im cái mồm, biến đi cho tôi được yên. Cho biến hình là anh... Anh đây, anh yêu em. Chân này đúng không? Sống chết. Sống chết. Chuyển cảnh trong đấy là anh... Nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ. Tình mình chấm hết từ đây. Tình mình là chấm hết từ đây. Bye em. Bye bye. Bố em không phải chào, không kể đoạn có phải nói không? Có. Bye bye em đâu được không? Rồi, bye bye em, rồi anh thông cầm cái lon anh ném cái là chạy thôi nhanh. À sao mình mượn lấy lon này nhỉ? Rồi rồi có sẽ có lon. Anh bị sao đây rồi? Nhanh. Quay dưới nhà. Quay dưới nhà đéo kịp rồi bạn. Cái này đúng là ngoài đường công ty nhưng bây giờ tôi sửa cái kịch bản này đây. Phiền quá. Quá phiền. Ở đây hết thì cho nó nhanh rồi. Quay ngoài cửa và đi mua để mình vào xem mà xin việc lon nào không có đẹp xuống một lon chạy nước chạy nước đi cơ. Không chỉ đạo xuống mua cho một cái lon này là cái gì đấy, tăm nữa mấy, tăm ấy chỉ đạo mua cái gì tăm ơi, có lon nước ngọt đấy, mua lon nước ngọt uống luôn đấy, uống luôn đây rồi lẽ luôn. Tập bên nào cho anh Tùng nhé, phải có một lon tặng nhé, ra lấy tí anh dây ra các ngoài cho lon nhanh, vẫn ở công ty ở văn phòng mình đầy lon mà chạy ra xem nó hay à. Một cái này nhanh và cái này một con vẫn đó là đây thôi, ca đi á, thôi cũng mặc em làm bảo muốn đi đây chơi luôn, anh chơi luôn mà. À vâng. Hả? Vâng. Nó sợ là anh ấy vội, tại vì anh bây giờ bình trì luôn. Bảo lên đây thuốc thuốc. Có ai đây, được chưa? Một ca. Một ca được mà. Dám vào được không? Bảo không rồi. Một tư liệu nào để đi nhau? Không, e